Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe mới về bên em, dòng Mountain Bike Carbon. Đây là cái dòng Sava thương hiệu Đức mà em giới thiệu rất là vừa trong thời gian vừa qua rồi. Mà trước đây em giới thiệu bác những dòng Sava Carbon về cái model cây SV. Thì đây là model đầu tiên, model deck 727,5, tức là vành 27,5 đó nhé. Model Sava deck 727,5. Và lần này em với cái tông màu rất là khỏe xe, với cái tông màu ghi xám. Đường chỉ trên khung xe rất là khỏe, những cái đường viền sắc cạnh trên khung xe mới nhất và hiện tại bên em, dòng Sava Carbon. Và bây giờ xin mời các tổng thể chiếc chiếc xe. Vâng, thì trên mình có đây là cái model của mẫu dòng Sava Deck 700x27,5, là thương hiệu dòng xe Sava thương hiệu Đức EU. Thì đây là cái dòng rất xa chính hãng của Sava này, em mời các bác xem đây. Mountain Bike model Sava Deck 727,5. Đây là cái dòng Sava bên em đây, cũng là cái bông màu ghi đen, của em là màu ghi xám. Vâng, xe có giá rất là cao nhá. Thời điểm hiện tại thì xe có giá bên thị trường nó rơi khoảng tầm 1.483 tức là bảng Anh. Và đây là những cái mẫu model khác của dòng Sava, của thương hiệu Sava, những cái model của Deck 780. Đây đều website chính hãng của Sava nhé, bác có thể lên trên mạng để tham khảo thêm về cái mẫu model Sava 700 này. Vâng, đây là cái quy đổi tiền Việt cho các bác xem đây. Nó rơi khoảng tầm 38 triệu, rất là cao. Đây là cái giá mà bên thị trường châu ra model chính hãng của Sava. Các dòng sản phẩm em vừa giới thiệu qua. Vâng, vẫn là cái thương hiệu đến từ Đức, model Sava. Đây là cũng là một cái hãng xe rất là tên tuổi đến từ Đức, được rất nhiều các bác đánh giá rất là cao và quan tâm. Thì những cái model trước đây em có về, thường thì những model của dòng Sava K hoặc là SV. Lần này em về cái model rất là khác biệt, cái model của Deck được cải tiến hơn so với những model trước đây, so với những mẫu cũ. Bản to hơn và làm thường thường thì những cái bản phiên bản cũ thì sẽ làm đường viền bo tròn trên khung xe. Thì đây là đường viền nó sẽ cải tiến thành những cái đường chỉ rất là sắc cạnh và rất là khỏe xe nhé. Đây những cái điểm viền trên khung xe đây. Bốn xung quanh bề mặt là những cái đường bo vuông hoàn toàn so với những cái mẫu bo tròn khác thông thường của dòng Sava, model của Deck 727,5. Đó là lên trên mạng để tham khảo thêm. Và xe làm được hợp kim carbon Sava carbon. Tổng thể xe mình đánh giá cũng rất là đẹp nhé, tầm 90% xe. Và đây là cái một cái màu sắc rất là đẹp, màu ghi lông chuột, màu titan. Có nhìn đánh giá cái khung của xe rất là khỏe, những cái mối viền nguyên khối của dòng carbon, đường chỉ rất là sắc nét, những điểm nhấn rất là khỏe trên khung xe. Đây cũng là cái mẫu model đầu tiên về bên em, so với những cái mẫu thông thường là cây hoặc là model SV. Đây là dòng Deck carbon của Sava. Deck 27,5 Sava Mountain Bike. Và xe vẫn được chạy với bộ Jameson rất là cao cấp. Ghi đông cổ cốt chính hãng của Sava. Nguyên bản theo xe thì những cái mẫu model cũ của dòng Sava thì cái cổ phốt của nó hơi ngẩng lên hoặc là thăng bằng bằng ngang cho các bác đi. Thì đây là sẽ một cái mẫu model mẫu mới, sẽ cải tiến hơn, đầu hơi chút một phía dưới cho các bác, giúp các bác đi lực đặt về phía trước rất là tốt hơn. Đây cái đầu nó hơi khoằm xuống dưới nhé, so với những mẫu thông thường khác biệt, rất là khác biệt hoàn toàn. Và những cái đường bo viền này thay đổi hoàn toàn, những cái đường tròn thì hiện nay là dòng Deck thì nó sẽ được làm vuông, giúp cho xe rất là khỏe, cái bộ khung rất là chắc lực. Đây là mẫu mới bên em mới về. Vâng, xe được trang bị với 9 tầng lip rất là cao cấp của Antutu, Shimano Antutu. Nắm cao su đúc chính hãng nguyên bản theo xe. Và xe được sử dụng với cụm phanh dầu đằng trước là cụm phanh dầu chính hãng của Shimano. Ghi đông của xe rất là dài các nhá. Ghi đông rất là dài, giúp cho các bác tạo sự thoải mái khi mà đạp trên xe, dòng xe địa hình Mountain Bike.
Đây cũng là một mẫu hot nhất bên em. Dòng đầu tiên về bên em, dòng Sava Carbon model deck. Bên phải em được trang bị với Shimano 3 tầng đĩa chính hãng của Antut. Và củ đề sau cũng là củ đề Shimano chính hãng của củ đề phanh dầu. Đây là cái mẫu dòng deck model Sava, được cải tiến hơn so với những dòng cây SV, nâng cấp thêm, giúp cho xe những cái bộ khung rất là chắc chắn và khỏe cho mọi người. Giảm sóc dầu chính hãng của Sava, nguyên bản theo xe. Vành nguyên bản theo xe. Vành chính hãng của Sava nhá. Lốp CST, lốp chuyên những dòng xe địa hình. Lốp cũng là gai lốp rất là dày và rất là mới. Đây là vành lốp 27,5. Đây, 27,5. Thì hiện ngay trên thông số của xe, nguyên bản theo xe, đó là dòng Sava, Sava 700 x 27,5. Đây, nguyên bản theo xe đây. Cộng yên chính hãng của Sava. Thì xe về nguyên bản nó có cái đèn LED đằng sau đây, rất nhiều công dụng, đèn LED và tia ria, rất nhiều tính năng công chỉnh đúng không nhá. Nguyên bản trong xe về nó có để nguyên trong xe. Đây là cụm đèn LED đằng sau xe, giúp bác đi đường trầm trời tối có thể đạp xe cho nó an toàn, rất là lỗi. Yên xe chính hãng là yên của Sava, nguyên bản theo xe. Đùi đĩa trục rỗng chính hãng của Sulo, đùi đĩa nhôm 3 tầng đĩa. Bên em CNC đúc cũng là tông màu đỏ, bên bạc đạn. Sử dụng cái củ đời sau của đồ Antut, Shimano Antut, và trang bị với 9 tầng lip chính hãng với bản theo xe, 3 tầng đĩa cho một chuẩn đồ xe 27 tốc độ. Đằng sau sử dụng với vành nguyên bản theo xe, may ông nguyên bản theo xe, lốp 27,5 nhân 1,95. Và em xin cho đo thông số chiều cao đứng của xe cho các xem. Vâng, chiều cao đứng của khung xe em đeo, em đo là size 46, tức là size S, thì là các bác là 1m6 đến trên 1m7. Bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe được trang bị với 9 tầng lip rất là cao cấp. Lên lip đây, rồi chuyển động rất là mượt mà trơn tru bác nhá. Xuống lip, vâng, bên đây phải em sử dụng với 3 tầng đĩa, đùi đĩa trục rỗng của Sulo, nguyên bản theo xe. Xuống đĩa, lên đĩa, vâng. Đây là cái mẫu xe địa hình được rất nhiều các bác quan tâm, dòng Sava. Và cái model mới nhất mà từng trước đến nay em chưa về, đây là model đầu tiên dòng deck của Sava địa hình mountain bike khung carbon, với cái tông màu là ghi xám lông chuột, cái tông màu rất là khỏe, màu titan các nhá, xe rất là đẹp. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Sava model deck 700 27,5, và xem giá tốt bên em là 7,9 triệu carbon, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, các bác có thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên... Và các bác lên trên YouTube tìm kiên đồ cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ, và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424, và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.